Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 37. Ta muốn ngươi làm nam sủng của bản công chúa. Người phụ nữ quyến rũ ngồi trong kiệu lên tiếng, những người ở đây đều sửng sốt, không kịp phản ứng. Diệp Phàm ngẩn người, tưởng mình nghe nhầm, ngươi nói gì cơ? Chỉ cần ngươi làm nam sủng của bản công chúa có thể giúp ngươi bình an vô sự, tiêu diệt Viêm Tông còn con này. Người phụ nữ trong kiệu tiếp tục nói, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nở nụ cười quyến rũ, lộ ra vài phần lang thang. Cảnh tượng này khiến vài cao thủ trong hư không cảm thấy nhộn nhạo, không ít người suýt nữa không chịu được. Diệp Phàm sờ mũi, cảm thấy hơi buồn cười, chẳng lẽ hắn trông rất giống mấy tên ẻo lả hả? Còn có người bắt hắn về làm nam sủng. Hắn cũng không biết nên vui hay tức giận. Sao, nghĩ kỹ chưa? Người phụ nữ này hỏi tiếp. Ta. Diệp Phàm vừa mở miệng thì một tiếng quát lạnh băng vô tình vang lên, hắn là người đàn ông của bổn hoàng, đồ tiện nhân vạn người cưỡi như ngươi cũng. Dám để người đàn ông của bổn hoàng làm nam sủng, ngươi xứng hả? Một dòng khí lạnh thấu xương lan tràn, bao phủ vạn dặm, khiến những người ở đây không nhịn được dùng mình, vận công ngăn cản dòng khí lạnh này. Một người phụ nữ mặc váy si phông trắng, đeo trang sức cao quý trên tóc xuất hiện. Ngũ quan xinh đẹp, lạnh lùng cao quý, tản ra khí thế nữ hoàng. Dòng khí lạnh lẽo kia đến từ cô ta. Người này chính là nữ hoàng băng tuyết Tuyết Vô Cơ. Diệp Phàm hơi ngạc nhiên khi thấy Tuyết Vô Cơ xuất hiện, nhưng khi hắn cảm nhận được hơi thở trên người đối phương thì ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Diệp Phàm không điều tra ra được hơi thở trên người Tuyết Vô Cơ cao hơn so với hắn bao nhiêu. Lần trước gặp mặt, thực lực của cô ta vẫn chưa mạnh hơn Diệp Phàm mấy, lần này gặp lại hắn đã không nhìn thấu thực lực của đối phương. Tốc độ tiến bộ của người phụ nữ này cũng quá nhanh, ngay cả người có đủ các loại kỳ ngộ như Diệp Phàm cũng không bằng. Ngươi dám sỉ nhục bản công chúa. Đúng là gan chói. Vị công chúa kia tức giận gầm lên, trong mắt tràn ngập sự ác độc và oán hận. Lão Hàn, xé nát miệng nàng ta cho bản công chúa. Vừa dứt lời, một lão giả giống như thái giám đứng bên cạnh kiệu cung kính ó, công chúa. Con người âm u hãm sâu vào của lão giả này nhìn về phía Tuyết Vô Cơ, nói năng vô lễ với công chúa, đánh. Dứt lời, lão ta bay qua không gian, xuất hiện trước mặt Tuyết Vô Cơ, một tay hóa thành móng vuốt xuyên thẳng đến miệng của đối phương, muốn xé nát nó. Hừ, Tuyết Vô Cơ khinh thường, trong cơ thể cô ta bộc phát khí hàn băng ngập trời, phun trào như tuyết, lao về phía lão giả. Khí hàn băng đáng sợ dừng trên người lão giả, đóng băng thân thể của lão ta. Nhưng vài giây sau, tảng băng dập nát, móng vuốt của lão giả kia xuyên thẳng về phía Tuyết Vô Cơ. Tuyết Vô Cơ tránh né, lão giả kia liên tục lùi ra sau. Lão giả, thực lực không tệ. Nhưng muốn đối phó bồn hoàng thì còn kém xa, Tuyết Vô Cơ khinh thường nói. Sắc mặt của lão giả này tối lại, ánh mắt lạnh lo, vung tay lên, linh khí thiên địa điên cuồng chui vào cơ thể của lão ta, thực lực của lão ta liên tục vang lên. Giây tiếp theo, lão giả mang theo lực lượng của mình xông về phía Tuyết Vô Cơ, hai chiến đấu kịch liệt. Vị công chúa kia hỏi Diệp Phàm, bản công chúa hỏi lại ngươi. Không cần hỏi, ta không thích bám váy phụ nữ, hơn nữa ta chướng mắt loại đàn bà lang thang như ngươi. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Tốt, rất tốt, ngươi là người đầu tiên từ chối bản công chúa muốn ngươi sống không bằng chết. Ánh mắt của vị công chúa này lạnh như rắn độc, nhìn về phía các cao thủ trong hư không, lạnh nhạt nói, bản công chúa là trưởng công chúa của Vương Triều Thiên Dương. Ta ra lệnh cho các ngươi bắt lấy kẻ này, ai bắt được hắn sẽ được Vương Triều Thiên Dương thưởng toi. Vương Triều Thiên Dương là một trong hai vương triều mạnh nhất nhất trọng thiên của Cửu Trọng Thiên. Ở Vương Triều Thiên Dương, vô số tông môn gia tộc cổ xưa san sát nhau, nhưng bọn họ đều nghe theo lệnh của Vương Triều Thiên Dương, quân Thiên Dương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, từng tiêu diệt ba thế giới cao cấp. Vì vậy khi các cao thủ nghe thấy Vương Triều Thiên Dương thì đều biến sắc. Chẳng qua bọn họ không ngờ người phụ nữ tự xưng là công chúa này lại là trưởng công chúa của Vương Triều Thiên Dương, thảo nào có thể sử dụng bốn linh thú cấp 3 để kéo xe. Các ngươi điếc hả, không nghe thấy bản công chúa nói gì à? Trưởng công chúa Vương Triều Thiên Dương lại quát to. Rõ, chúng ta nghe theo lệnh của công chúa. Đám cao thủ của các thế giới cao cấp đều hiện thân, ôm quyền hành lễ. Sau đó bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên sát ý, thậm chí có vài phần hưng phấn. Chỉ cần bắt được người này thì có thể leo lên được Vương Triều Thiên Dương, đối với các thế lực cao thủ thì đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ.
Ầm. Từ Diễm ra tay, một chảo bùng nổ lao về phía Diệp Phàm. Đám cao thủ trong hư không cũng lần lượt tấn công Diệp Phàm, đồng thời áp lực mà hắn phải chịu cũng lên đến cực hạn. Nhưng hắn không hề sợ hãi, Tuyết Vô Cơ thấy Diệp Phàm gặp nguy, cô ta muốn ra tay hỗ trợ nhưng lại bị lão giả kia bám sát. Không biết vị lão giả này dùng bí pháp gì khiến lực lượng tăng mạnh trong thời gian ngắn. Cho dù Tuyết Vô Cơ muốn giải quyết dứt điểm thì cũng không nhanh vậy được. Phần Diễm. Diệp Phàm hoàn toàn giải phóng Phần Diễm, đồng thời thi triển Phần Quyết, phát huy uy lực của Phần Diễm đến cực hạn. Ầm ầm ầm, Phần Diễm bộc phát như núi lửa tuôn trào, lao về phía đám người kia. Ụ, đây là thiên hỏa. Đám cao thủ đều bị dọa sợ, Phần Diễm của Diệp Phàm mạnh hơn địa hỏa vô số lần nên bị cho rằng đó là thiên hỏa. Những người kia nhìn thấy thiên hỏa thì đều luống cuống. Không phải ai cũng có thể cản được sức mạnh của thiên hỏa. Ngay cả Từ Diễm cũng biến sắc, hắn ta dùng toàn lực ngăn cản đòn tấn công của Phần Diễm. Ầm ầm ầm, Phần Diễm lan tràn, đốt cháy mọi nơi, toàn bộ không trung của Viêm Tông bị đốt thành hư vô. Đa số đám cao thủ tấn công hắn đều bị Phần Diễm đốt cháy hoặc biến thành hư vô, số người còn lại cũng hao hết một nửa sức mạnh mới may. Mắn thoát chết, nhưng không ít người trong bọn họ bị Phần Diễm thiêu hủy cánh tay hoặc hai chân, có cả người bị đốt trụi nửa người, vô cùng thê thảm. Phụt. Từ Diễm lùi ra sau, hộc máu, sắc mặt trắng bệch. Tình huống của hắn ta ổn nhất, kịp thoát thân nhưng cũng bị thương không nhẹ. Không ngờ ngươi lại có được thiên hỏa, thảo nào địa hỏa của Phượng Nhi lại bị ngươi cắn nuốt. Từ Hiểu nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn ngập sự ghen ghét. Thiên hỏa, không ngờ ngươi có thể khống chế được thiên hỏa. Thú vị, trưởng công chúa Vương Triều Thiên Dương lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm thu lại Phần Diễm, thở dốc, lạnh lùng nói, còn ai không sợ chết không? Khải trận. Đột nhiên vô số đạo ấn quyết xuất hiện từ tay Từ Diễm, hắn ta bộc phát tất cả sức mạnh của bản thân. Trong phạm vi Viêm Tông, vô số tiếng gầm rú vang lên, chín hỏa long vút lên cao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.